Chào cả nhà. Hôm nay chú Sáu mời cả nhà mình theo chú Sáu cùng với cũng mấy đứa cháu phi hình Ken cả nhà. Chứ yên tâm nữa. Đi dễ chài nữa cả nhà ơi. Giờ cũng tới chỗ rồi cả nhà. Tiếp tục chài nữa cả nhà. Hôm nay lại những cái điểm cũ nhưng mà mới của năm 2024 cả nhà. Điểm cũ mà mới 2024. Ừ hả? Cá lóc. Còn. Đụng ngay cái đùi luôn. Cá khôn lắm anh, coi chú với sình. Cái gì vậy? Sình. Cá bự hả Ken? Đi. Lúa này ít ngày nữa là người ta gặt cả nhà. Hôm nay cũng chín nhiều lắm rồi, chờ ít ngày nữa mới gặt. Phi thấy ngày nào cũng nhậu hết ở dưới á, ngày nào cũng nhậu hết luôn. Cá thì xèo luôn. Tết năm nay ngày nào thấy ngày nào cũng nhậu hết. Mà trời không thấy chuối nhiều kìa. Vô chưa? Bỏ lên, lên luôn rồi. Bên kia con nữa Ken. Bên kia con nữa chứ. Chà, con đó bự rồi nha ông. Chừng sảy phi. Con nó gần ký đó phi, sảy ổn lắm. Hai ba con luôn. Ba con luôn. Phi dở cái xiềng nó ra nó chạy phi. Dục tự con lên Phi ơi. Chạy nó được ba con cả nhà. Đó. Ba bốn con luôn. Con nào nó bự không? Hai con hả Phi? Rồi dục ở đây. Một con. Hai con. Phi dục qua hai con cả nhà. Đây một con đây. Một con đây cả nhà. Còn đây con nữa. Vô thùng cái hả? Tiếp tục con này cả nhà. Hai con này. Phi đang dục quan con đó. Ấy, chà. Wow, con này bành trướng Bắc Kinh luôn. Ôi đây con nữa. Đó hai con ngay điểm con chỗ luôn. Trời ơi. Đây con nha cả nhà. Đây. Một con. Con này còn bự nha cả nhà. Con này con bành kia nè. Đó hai con. Quá trời cả nhà. Vô thùng luôn cả nhà. Vô thùng luôn. Đó. Thôi lên. Quá chừng ơi. Đó, lên. Đó,
vô không? Mày giờ thấy rồi. Dục qua luôn đi. Chết mau rồi. Rồi phân xui nha. Đó, ngay chỗ nước đục đục có lý ơi khen. Thì con gì ấy khen. Phi với kẹt lên lùa nha cả nhà. Nãy chài bắt mấy cái lớn lớn cả nhà, còn cá sặc với cá rô nhỏ nhỏ để cho dính lưới chài cuối rồi bắt đầu mới lên lựa nha cả nhà. Đây là bắt chỗ ở đây nè. Đây đồng uống nhiều quá cả nhà, mà cá thì ụp quá trường ụp luôn, chài dính lên đồng uống cho nên không có vô trong chài được. Ấy nữa con có Phi, Phi ơi con hơi nhỏ con xanh hả? Thôi bắt đi con này được rồi đó. Đó được con kìa. Đá không hả? Đó. Cá bự dữ Phi. Cá bá lửa luôn. Vô thùng luôn. Rồi. Cá bự, cá bự, cá bự rồi.
Vẫn còn cả nhà. Vô lưới rồi, vô lưới rồi. Ôi xảy ra cái chú nó xảy ra phi. Con nó bự rồi nha, chà phá lửa luôn. Đó, chà phá luôn cả nhà. Trời ơi chạy kìa, đó đó. Ồ chạy quá chừng chạy ra đó kìa. Đó 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 đó. Rồi. Hai ba con chuối luôn Phi ơi. Cá bành bành không luôn. Đó đó vô vô, vô lưới rồi, lưới, vô lưới rồi. Vô lưới rồi, vô lưới rồi. Chà, con nó ủi dưới nha. Đồ, con nó quá bự cả nhà ơi. Bành kỳ luôn. Chà bá lửa luôn, đó. Đó. Trời, con bự quá Phi. Wow. Chà. Quá cả nhà ơi, con này quá to rồi. Chà bá lửa luôn cả nhà ơi. Quá, quá bành, bành kinh, bành kinh, bành trướng Bắc Kinh cả nhà. Quá to rồi. Vô. Vô thùng luôn. Đi mò là dính. Con cá lóc á. Thôi. Trời từ nào giờ được như đây cả nhà ơi. Hôm nay trời túng mánh rồi. Phi ơi. Vô mánh rồi con ơi. Con cá câu Phi. Chào clip chia sẻ bà cả nhà mình cùng xem con. Qua wow, cả nhà ơi. Như đây 6 vài ký luôn. Trời, trời ơi. Ơi. Còn cái clip chú Sáu chị tạm dừng ở đây. Chào Phi luôn nha con. Chào cả nhà. Clip chú Sáu chị tạm dừng ở đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Chào tạm biệt, hẹn clip sau cả nhà.